xin kính chào quý vị à, quý vị và thường nguyễn đang ngắm nhìn cái thành phố tuy hòa của tỉnh phú yên thì à, phía này thì nó nằm ở khu vực của phía nam sông đà răng à, quý vị đang nhìn thấy thì khu vực này người ta sẽ có một cái khu đô thị à, phía nam của sông đà răng phát triển thì cái cầu mà quý vị đang nhìn thấy đó là cái cầu hùng vương đây là cái cửa của dòng sông đà răng đổ ra biển đây và mùa này thì cũng tương đối có mưa đem lên một cái lượng phù sa ở trên những cái khu vực của đồi núi Cái sông Đà Răng này thì nó bắt nguồn từ khu vực của giáp ranh với Tây Nguyên và đi xuống đây à, Quý vị thấy một cái khu vực nhỏ của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Và một biểu tượng thứ hai đó là cái núi Chấp Chài Diện tích của thành phố này chỉ khoảng 100 km vuông và với cái dân số của địa phương là khoảng hơn 200.000 người một thành phố nhỏ và đây là thành phố loại 2 trực tục à, tỉnh à, đặc, ưu thế của tỉnh thành phố Tuy Hòa đó chính là cái bãi biển dài khoảng 30 km này à, rất đẹp và quý vị đang nhìn thấy ở dưới có một cái hòn chùa à, đây là cái khu vực có một vài cái resort à, đó là một vài hình ảnh nhìn từ trên cao để quý vị thấy được cái thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip khác về thành phố Thi Hòa.